Chào mọi người. Hiện tại thì David tập trung vào việc quản lý quỹ cũng như là đưa ra các giải pháp để vận hành một cái quỹ an toàn và giao dịch hiệu quả nhất và tốt nhất. Thì trong các cái mô hình quản lý quỹ thì chúng ta có những cái gọi là hoa tiêu giao dịch và copy trade. Hiện tại David đang xây dựng ba cái chiến lược hoa tiêu: ông già đầu tư, ông già triệu đô và pip compare. Pip compare thì nó được sinh ra để cho các cái chiến dịch của so sánh các sàn cũng như là ông già đầu tư đưa ra các chiến lược giải pháp cho hiệu suất 50-50 hay 35-70, 35-65 và 30-70 hay là 15-85. Thì chúng ta được hiểu là GFX là quản lý quỹ cũng như là đưa ra cho nhà đầu tư các giải pháp để copy. Ví dụ một cái tài khoản rất nhỏ này thôi thì cũng có thể copy cho những cái tài khoản 15.000 hay 20.000 hay 50.000. Thì cái tài khoản này nhận được bao nhiêu phần trăm thì ở cái tài khoản kia cũng nhân được bấy nhiêu phần trăm. Ví dụ các cái này, cái tài khoản này đánh rất là lâu rồi có được các cái tỷ lệ, đúng không ạ? Hàng tháng nó rơi vào khoảng độ 30 đến 50% tùy theo các cái module giao dịch cũng như là có những cái sự biến động thị trường. Nói đến vấn đề đầu tư là chúng ta phải nói đến rủi ro, nói đến an toàn. Tuy nhiên, cái việc mà chúng ta giao dịch ở những cái tỷ lệ 0.01 này thì đạt cái mốc rủi ro khoảng độ 10% đến 30% là chúng ta sẽ cắt lỗ. Do đó, cái việc từ 70% đánh lên 100% nó chỉ là ngày 1, ngày 2 hoặc là 1 tháng. Thì do vậy là cái sự an toàn, chúng ta không để buông tài khoản cho nó cháy cái tài khoản hoa tiêu này. Chính vì thế nên là gì ạ? Chúng ta sẽ có cái tỷ lệ copy trade rất là an toàn. Ngoài ra chúng ta nhìn thấy cái tỷ lệ copy trade của trên thị trường, đúng không ạ? Trong cái follow me hay là copy trade trước đây tôi có giới thiệu rất nhiều, thì để mà đạt được thì chúng ta cũng thấy rất nhiều người giao dịch rất là tốt, 7.000% thì có đến 197 thành viên tham gia copy 55 16 89 đó ạ, rất nhiều. Và từ cái việc này chúng ta mới thấy được là cái hiệu suất mà làm việc tốt đối với cái GFX. Và đối với GFX thì các vấn đề về quản lý quỹ đã có kinh nghiệm, do đó vận hành cái copy trade cũng như là quản lý quỹ thì chúng ta có thể đăng ký theo các cái link ở video dưới đây để chúng ta có thể đọc các cái bài về GFX trong Asia và các cái sức bền của tài khoản rồi áp dụng các cái công nghệ để chúng ta có được cái tỷ lệ thành viên copy. Thì năm nay David tập trung vào cái việc phát triển ba cái thương hiệu để có thể giúp cho các nhà đầu tư có được cái vấn đề ủy thác an toàn hoặc là copy trade. GFX chúng ta có thể theo dõi cũng như là đăng ký copy với các cái link theo cái website cũng như là các cái bài viết của David. Thì hy vọng rằng là chúng ta sẽ có cái kết nối. Từ đó chúng ta đưa ra các giải pháp để chúng ta làm thế nào để nguồn vốn của chúng ta an toàn nhất. Nguồn vốn có thể là nguồn vốn nhỏ nhé, có thể là nguồn vốn lớn. Do vậy là gì ạ? Cái việc giải pháp copy an toàn mới là được đánh giá cao, đó là cái giá trị cốt lõi của cái vấn đề copy. Thì hy vọng rằng là các vấn đề sao chép này thì chúng ta đừng ngần ngại Zalo cũng như là contact với David. Xin được cảm ơn mọi người và chúng ta đón nhận cái dịch vụ copy trade cũng như là cái GFX mà David thường xuyên quảng cáo và đưa ra các cái giải pháp với GFX.asia. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại.